Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại tại sân bóng đá 3 để theo dõi những diễn biến trong các cuộc so tài giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay tại sân bóng đá 3. Trận đấu của cao thủ Liên Cường SC và Quyết Score Team. Vẫn là đội trưởng Văn Quyết pha trong biên khá hay. Đưa bóng dành cho số 7 xuống Popa đứng chuyền vào. 1-0 cho cao thủ Quyết Soccer. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 2, đội trưởng Văn Quyết. Tình huống bật nhà khá hay và Dũng Phúc Ba là người đã sắm vai trò làm tường để có thể trả bóng lại cho người đội trưởng của mình. Nhưng rất cảm ơn anh Hương Thanh, một trong những khán giả rất tuyệt vời của La Bóng Đá, thường xuyên theo dõi ở các hàng đêm. Nguy hiểm, lần này lại là một tình huống khó khăn nữa của Lượng De Gea. Và như vậy có vẻ như là tỷ số nâng lên là 2-0 cho cao thủ Quyết Soccer. Nó đều là những pha bóng rất là bập. Cả Lộc Sado cùng với đội trưởng Văn Quyết đã đứng rất sát ở cột hai cho đường truyền vừa rồi của Dũng Phước Bà. Như vậy là pha đánh đầu của đội trưởng Văn Quyết và sau đó động tác giả của có mặt cả Luân Hí và Văn Quyết trong một đội hình thì đội trưởng số 2 đã được đẩy lên đá cao hơn để nhường vị trí trung vệ cho Luân Hí. Cơ hội phản công Kai Percy. 1-2 dành cho cao thủ của Liên Cường. Sự lên tiếng của một cầu thủ trẻ bên phía cao thủ áo vàng cam trắng. Pha tấn công ở xe lách cánh trái. Và sau đó đó là một tình huống mà Kai Percy đã giữ điểm rất lạnh lùng để có thể rút ngắn khoảng cách cho Liên Cường. Nhưng pha bóng khá lộn xộn. Lộc Sado rất dứt khoát. Tỷ số nâng lên là 3-1 cho cao thủ Quyết Soccer. Lần này thì đó là một bàn thắng rõ ràng dành cho số 4 Lộc Sado. Mặc dù thì Thành Văn Lượng đã nỗ lực để băng xa, tuy nhiên vẫn không thể cản phá được cú dứt điểm quá mạnh của số 4. Cú đặt lòng tốt của Lộc Sado dành cho Anh Quốc và sau đó là kết thúc của Thanh Luân. Nguyễn Công Trắng qua người tốt, khoảng trống, bàn thắng dành cho cao thủ Liên Cường. Bây giờ thì Liên Cường đã có bàn thắng thứ hai. Công lớn trong pha bóng này là của Nguyễn Công Trắng. Thương bầu trời cũng đã rất đông đội để có thể trả bóng ngược lại cho Nguyễn Công Trắng sau những gì mà số 17 đã nỗ lực. Tỷ số ngắn còn 2-3. Mật bóng nguy hiểm, Minh Trung sút thẳng, 3 đều. Một pha bóng chóng vánh. Người mắc lỗi là cầu thủ phòng ngự cánh trái của cao thủ Quyết Soccer khi đã hơi chần chừ và Minh Trung đã băng vào để lấy bóng ngay trong chân của đối phương. Và rồi tình huống dứt điểm rất gọn gàng để có thể cất bàn tỷ số cho Liên Cường. Điều mà họ như vậy là lúc này Minh Trung cũng đã rời sân và sở trở lại của Messi Gùi. Có hai cầu thủ bên phía Quyết Soccer áp sát. Nguy hiểm, rất đáng tiếc. Pha trả bóng về rất đơn giản, tuy nhiên lại có bàn thắng cho Quyết Soccer. Người đóng vai trò rất lớn đó chính là Messi Gùi. Anh đưa mình thế khó và sau đó trả bóng về. Cao thủ Liên Cường vừa xong bàn tỷ số thì bây giờ họ đã dành tặng cho đối thủ của mình bàn thắng để vượt lên. Messi Gùi. Ở khoảng trống phía sau là khá lớn và với một khoảng trống như thế này, bàn thắng là điều dễ hiểu cho cao thủ bên phía Quyết Soccer. Và lần này người ghi bàn đó là Anh Quốc, cầu thủ mang áo số 8. Lần tỷ số lên là 5-3 cho Quyết Soccer. Chào anh Mèo Colina. Thao cặp
Subin Hoa Sơn. Thủ thành Văn Lượng vừa phải băng ra khỏi vòng cấm. Thanh Đôn khá mạnh, vẽ dành cho Thanh Đôn. Tỷ số là 6-3. Bàn thắng của số 18. Cầu thủ bên phía Quyết Soccer đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng, và với bàn thắng này thì Thanh Đôn đã giúp cho tỷ số được nhân đôi. Nguy hiểm, có một chút lộn xộn trước khung thành của cầu thủ Liên Cường, và Quyết Soccer tiếp tục có bàn thắng thứ 7, và như vậy là tổng số nâng lên con số 10 rồi, nhưng nó là một sự gia tăng khoảng cách của cầu thủ Quyết Soccer. Lần này đó là Lộc Sa Đồ gây sức ép, và đó là cú đúp của cầu thủ màu số 4. Subin Hoàng Sơn đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể cứu thua cho các thủ Liên Cường. Cảm ơn và chào anh Long Pô. Lộc Sa Đồ, Dũng Popa, rất nhiều những giải pháp cho tình huống này. Nhưng trả bóng lại là hơi non, vẫn còn Dũng Popa, rất dễ dàng. Tỷ số là 8-3 cho cầu thủ Quyết Soccer. Quyết Soccer đang hướng đến việc giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho 2 trận cầu cho 2022 trên làn bóng đá. Rất thuyết phục. Lần này bàn thắng được ghi do công của Dũng Popa. Văn Quyết đá tiền vệ. Mật bóng nguy hiểm, Dũng Phố 3 rất gọn gàng bàn thắng, và bây giờ thì Dũng Phố 3 tiếp tục một lần nữa kiến tạo. Về một thì cầu thủ này đã có được những kiến tạo tốt, và bây giờ là anh kiến tạo cho Nguyễn Tỷ. Văn Quyết sút xa rất nguy hiểm. Cú nã đại bác của Văn Quyết, bóng đập vào mép trong cột dòng này và đi vào lưới. Chắc là ngoài đá bóng, ngoài bán shop thì Văn Quyết cũng siêng đánh pizza lắm. Vừa rồi là một bàn thắng rất dứt khoát. Tỷ số lên đây là 13. Đó là cú đúp của đội trưởng Văn Quyết bên phía Quyết Soccer. Hoa 85. Duy Mẫn, khá đông những cầu thủ bên phía Quyết Soccer. Lần này lại là bàn thắng nữa của Dũng Phố 3, và tỷ số nâng lên là 14-3. Và như vậy đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận cầu ngày hôm nay, khi mà Hoa 85 là người đã nâng tỷ số và rút ngắn khoảng cách 4-11 cho Liên Cường FC. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa trải qua với một buổi tối rất nhiều những bàn thắng cùng với nhau. Và đến đây chúng ta phải nói lời chào tạm biệt, và đừng quên quay trở lại trên live bóng đá vào ngày mai lúc 19 giờ. Còn bây giờ tôi là Nhiên, chúc quý vị ngủ ngon và thân ái, chào tạm biệt.